Và kế đến chúng con kính chuyển đến cho thầy Thích Hạnh Phú và xin cô Nguyễn Thị Dung pháp danh Bổn Hòa chuẩn bị ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành phố có câu hỏi, hỏi giùm nhóm cộng tu đang có mặt trên hình xăm mạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, vì thấy pháp hộ niệm vô cùng lợi ích và thù thắng nên nhóm chúng con quyết định thành lập nhóm cộng tu và ban hộ niệm. Ban đầu còn có nhiều khó khăn, nhất là lúc cộng tu hộ niệm chung với nhau. Vì là mới sơ cơ nên thiếu kinh nghiệm, nên lúc hộ niệm cộng tu, vị đồng tu A giả đò làm người bệnh nằm xuống để cho vị đồng tu B khai thị. Chúng con đều dựa vào quyền hướng dẫn khai thị của lão cư sĩ Âm. Sau đó các vị đồng tu khác ngồi để lắng nghe và góp ý, có chỗ nào chưa đúng để góp ý cho vị đồng tu B lần sau được khai thị tốt hơn. Trong lúc hộ niệm là khoảng thời gian là 2 tiếng, ban đầu là 45 phút các đồng tu niệm Phật với nhau, sau đó là bữa là khai thị cho người bệnh và niệm Phật, rồi khai thị cho người bệnh, rồi niệm Phật, rồi khai thị cho người bệnh, rồi niệm Phật 3 lần, có cầu giải chư vị hợp giới duyên nữa. Chúng con không biết làm như thế có đúng hay không, bởi vì là mới học hộ niệm nên còn nhiều sơ suất. Kính xin lão cư sĩ Âm chỉ điểm thêm, bởi vì con có nghe nói rằng hộ niệm có gì khai thị ánh mắt khai thị, nụ cười khai thị, cử chỉ khai thị, hành vi khai thị, ngôn ngữ khai thị, rồi rất nhiều khai thị khác mà trong tọa đàm lão cư sĩ Âm đã hướng dẫn, con chưa rành về điều này. Kính xin lão cư sĩ Âm giảng dạy thêm cho nhóm chúng con được rõ ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chư vị tích cực như vậy thì tốt, ráng cố gắng học tập. Và tốt nhất là đi trực tiếp tham gia với những ban hộ niệm để mình thân chứng lấy, tự nhiên nó sẽ thâm nhập vào tâm của mình. Cho nên đóng một vài người bệnh để thực tập có thể được, không sao. Nhưng mà cái đó là cũng không phải thâm nhập bằng là chính mình tham gia hộ niệm. Hãy cố gắng tham gia đi, 1 lần, 2 lần, 10 lần, 20 lần, cứ 1 lần tham gia hộ niệm, tự nhiên mình thấy có một cái kinh nghiệm thâm nhập vào mình thực sự. Để chư vị, đấy là cái gọi là thân chứng cụ thể nhất. Mong cho chư vị cố gắng, ráng cố gắng lên. Từ cái lúc mà mình đi hộ niệm, thấy người này hộ niệm, tự nhiên mình phát hiện ra, à anh này hộ niệm có cái sơ suất, thì chính cái sơ suất đó là kinh nghiệm cho chính mình. Mình thấy một vị kia khai thị hay quá, chính cái hay của họ là cái kinh nghiệm cho chính mình. Nó sẽ nhập vào tâm của mình, nó sẽ là cái vốn liếng vô cùng quý báu để chư vị hoàn thành được cái tâm bồ đề hộ niệm cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của thầy Thích Hạnh Phú và lão cư sĩ Diệu Âm. Ở bên Mỹ chúng con cũng ế quá, hồi trước cũng có ý định này, bây giờ con hiểu thêm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái